Quá trời xe rồi. Tụi mình đang đi tới thành phố nào? Brussels. Trời mùa đông nên tối thui nha cả nhà. Hên là có một tí mặt trời đó cho nên nhìn mới sáng sáng. Đừng kẹt xe nha, còn khoảng nửa tiếng nữa là tới chỗ mình ở, khách sạn. Mà nếu mà kẹt xe là không có đi chơi buổi tối được nè. Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Mình bây giờ thì vừa đi cái metro xong, một chút xíu Linh sẽ quay cho mọi người coi đi metro như thế nào. Nhưng bây giờ là mình tới cái trung tâm của châu Âu, nghĩa là cái thủ phủ của một trong hai thủ phủ của châu Âu là Brussels của Bỉ. Bây giờ thì tụi Linh sẽ đi tìm quán ăn và quay cho mọi người coi cái cảnh đêm của bên này như thế nào nhé. Cái giá trên internet thì rất là rẻ mà tại sao mình ở đây thì mình không thấy nó rẻ? Không I don't know. Missing that? I'm at the. Đây là cái cổng metro. Và tụi mình sẽ đi cái metro này để đi xuống trung tâm của thủ đô của Bỉ. Đây là đường phố xung quanh. Đi đây. Mình ít đi xe công cộng lắm cả nhà cho nên ít có rành. Trên cái metro á, thì tụi Linh được một cái người da màu hướng dẫn đi lại cái khu vực này. Thì cái khu vực này không hẳn là cái khu vực chính của thành phố Brussels, nhưng mà anh đó nói là cái chỗ này á, có nhiều người da màu và văn hóa của nhiều người da màu và nhà hàng. Thì tụi Linh muốn đi thử. Người da màu rất là thân thiện nha cả nhà. Và người Hồi giáo cũng vậy nữa nha cả nhà. Họ rất là thân thiện và dễ thương. Khác với những cái gì mà trên truyền thông mình đọc về họ. Đây là lần đầu tiên Linh đã tới cái Brussels mấy lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên Linh đi lang thang buổi đêm ở bên chỗ này. Ở đây thì thấy cũng có nhiều đống rác ở phía bên ngoài, chắc là họ để ngày mai xe rác đến.
mọi người thấy người da màu tụ tập rất là đông ở bên ngoài. Đừng lo lắng, tại vì mình cũng có nhiều bạn người da màu lắm và họ rất là dễ thương, hay giúp đỡ mình. Tính tình của họ rất là thẳng thắn, nói chung là nhìn có vẻ hơi cọc tính nhưng mà rất là dễ chịu. Ở đây họ bán cái gì bên ngoài mình không biết, mình chưa có thấy có những cái món đồ ăn đặc trưng của họ đó nha cả nhà. Đây là cái tiệm bán tạp hóa, bán rau củ. Sorry. Ăn mía. À, ăn mía, ông xã em nói ăn mía. Bên đó cũng có tiệm bán rau củ quả. Như Linh nói là cái khu vực này là của rất là nhiều người da màu và Linh muốn thử thức ăn ở đây. Linh vào một cái quán ăn. Đây là cái đơn mà họ treo bên ngoài thì Linh thấy rất là lạ, có chuối, có nhiều cái món chuối mình không biết như thế nào. Đây là chắc là chiên và có nhiều món Linh muốn thử, Linh không biết là nó ngon hay không nhưng mà mình cứ vào mình thử. Linh đã ở phía bên trong cái nhà hàng của người da màu. Tại vì ở đây hiện tại có nhiều người cho nên Linh không có quay cảnh xung quanh, khi nào mà vắng người thì Linh quay ở trong tại vì cũng nhỏ thôi. Nhưng mà Linh có cái thực đơn của họ để Linh quay cho mọi người xem nha. Linh thấy cái mấy cái thức ăn cũng rất là lạ. Linh thử cái món lạ lạ ở đây. Thức ăn ở cái quán này thì Linh thấy giá cả rất hợp lý, bình dân. Họ có cái món này với là chuối mà Linh không biết là cái gì luôn á nha cả nhà. Tại vì đây là tiếng Pháp mà Linh không biết tiếng Pháp. Quay hay chói ha. Đây. Và nhiều món khác thì bây giờ thử thôi. Bây giờ thì vắng khách cho nên tụi Linh sẽ quay sơ sơ cái cảnh trong này. Nhà hàng nhỏ lắm, như là vậy là mọi người đã thấy hết cái một phần của nhà hàng rồi đó. Kiểu mình gọi bên tiếng Việt Nam của mình là quán ăn á cả nhà. Misschien willen kijken of je iets kunt vinden wat in de buurt van het suggereert dat rest van het hotel door. Wat er in de buurt daar zo aan plakservice te krijgen is. Dus als je wat anders van plan was vanavond, dan kan ik het zelf ook doen. Dus we hebben toch niet de avond dat we druk zijn. Cái này là chuối cả nhà. Chuối. Eens kijken of er iets in dit, maar ik weet niet zeker of dat er. Nee, inderdaad. Không có khó ăn, dễ ăn lắm. Ja, nou, bij de Lupo, ja, van, ja, smurry, ja. Ja, bij de Lupo zal het wel, maar hier weet ik het zeker. Even kijken. Paprika. Nee, dat is. Nee. Nou, maar. Ik ook nog verder willen gaan zoeken om die weer te downloaden. Maar. Nou, als je wil, dan stuur het adres even. Nee, want we hebben een servicecontract bij Renault. Of geen servicecontract. Dat is wel een lange verhaal om nog een keer. Ja, oké. Okay. Ở đây có một loại sao đặc biệt. Dank je. Linh chưa biết loại gì. Linh thử. Của anh vậy đó hả? Hả? Là anh đáp. Dạ, ông gì đến thử.
Cái này, ô cái sao này ngon lắm. Cay kinh khủng luôn. Ô cay lắm mất cả nhà. Cái sao này cay thật luôn. À, có một cái ly cocktail này. Linh thấy đồ ăn rất là dễ ăn. Thôi Linh bưng lên vậy cho nó dễ chịu hơn cho mọi người. Ăn ngon lắm. Cái nhà hàng này á là bán qua thức ăn đặc trưng của Cameroon. Thì ở đây vòng vòng cái khu vực này họ có nhiều cái nhà hàng như vậy lắm. Chút xíu Linh ra ngoài Linh quay, tại vì mới đến đây Linh chưa có biết cái khu vực này là khu vực nào luôn á, cũng không biết đường phố của nó. Linh sẽ về Linh tìm và Linh ghi ở dưới cái description cho mọi người xem nhé. Giờ tiếp tục ăn nha. Cơm hơi khô anh biết. Cho em thử cái miếng này. Linh lấy cái miếng này Linh thử thì ở phía trong nó cái ánh sáng này xấu quá làm Linh xấu thật. Có cái phía trong có đậu phộng và mình chấm với cái nước sao. Chấm với cái nước sao này nè. Và cái sốt cay cay hồi nãy đó cả nhà, ngon lắm, rất là ngon. Mặt mặt ú, ăn biết mặt mặt ú. Wow, cái nước mà sốt ớt á, nó cay kinh khủng luôn. Mình là thích ăn cay lắm đó, mà mình ăn mình thấy là nó cay kinh khủng là các bạn biết như này. Thì ly này nó có nhiều hương vị hơn, còn ly này nó chỉ có hoa gì ta hoa ibisap. Nó có vị rất là nhẹ hơn cái này, tại vì hồi nãy cái này có cay cay đó là cả nhà, là gừng đó cả nhà. Thì gừng nó trộn nhiều mùi vị, gừng nè, chuối nè, dâu rồi bạc hà thì nó nhiều mùi vị hơn. Mà có con này uống thì nó thanh đạm hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Nói chung là đến khu vực này mọi người thử đi nhé. Mình gọi một ly cocktail, không biết có gì trong đó luôn, nhưng mà uống thì có vị chua chua của dâu và cái mùi thơm của bạc hà và một tí rượu nhẹ, thấy là lạ, cay cay. Có cái vị cay cay như cả nhà. Hy vọng vẫn còn sức để đi đến những cái điểm khác. Tối nay là tối đầu tiên đó, cho nên hơi là lo. Ăn xong rồi tụi mình đi dạo phố một vòng, dạo tiếp. Thì cái khu vực này á, nó thực sự là có rất là nhiều người da màu, giống như là cái khu vực chắc là người Tàu của bên Mỹ hoặc là bên Hà Lan. Cái khu vực tập trung có nhiều cái dân á, dân tộc của người ta là ở đó cả nhà. Bây giờ trời rất là mưa, mưa phùn chứ không phải là mưa to, nhưng mà mình nếu mình đi như vậy nè, một hồi một chút xíu thôi, mình ướt như con chuột lột, không bóng gì đâu ra. Ở đây nhiều chỗ để rác ở ngoài đường quá cả nhà. Hello. Allez te chercher quoi? Cũng được. Wow, bên chỗ kia nó ngập rác luôn. Mình hy vọng một hồi một chút xíu nữa mình gặp cái nhóm nhạc đường phố, nhưng mà hồi này chắc hơi ít rồi.
có nhiều người ở phía trước thì mình phải quay mình tránh người ta. Cửa hàng vẫn còn ở cửa. Tối rồi đó, 9 giờ tối mà bên này vẫn còn ở cửa. Tụi mình đã đi xa, rất là xa cái khu vực của người châu Phi rồi. Đang tìm đường đi về nhà. Thì bây giờ đi, tại hồi nãy đó để ăn xong thì đi về nhà được rồi. Nhưng mà đâu có thèm đi. Mình lâu lâu mình cũng có cái dịp qua đây mà, cho nên tự do đi khám phá thành phố. Và đi một hồi thì lạc luôn. Bây giờ thì phải tìm đường về nhà đó cả nhà. Ở về khách sạn đó. Giờ mình chờ để băng qua đường đi đến một cái nơi khác. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nhé. Chúc cả nhà một ngày thật vui. Nhớ like, subscribe cho Linh nha. Bye bye.